Sau Tết Nguyên đán, có rất đông người dân đi lễ chùa và các điểm du lịch tâm linh để cầu sức khỏe, bình an, tài lộc. Đây là sinh hoạt tín ngưỡng quan trọng đối với nhiều người dân trong dịp đầu năm mới. Tuy nhiên, tại một số điểm du lịch tâm linh, chính sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân đi lễ đã tạo ra những hình ảnh phản cảm và ảnh hưởng mỹ quan của chốn tâm linh. Phản ánh của phóng viên thời sự về vấn đề này tại Trung tâm Du lịch Tâm linh Phật giáo Quảng Thế Âm trên địa bàn thị xã Hương Thủy. Rác ngổn ngang, hương cắm tùy tiện cả những chậu cây dù đã có biển cấm. Đây là những hình ảnh phóng viên ghi nhận được tại Trung tâm Du lịch Tâm linh Phật giáo Quảng Thế Âm tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy trong những ngày qua. Người dân đến thường có thói quen mua nước, nhang để cầu khấn. Nhưng khi làm lễ xong, một số người dân đã tùy tiện xả rác. Cảnh tượng này không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan nơi chốn tôn nghiêm mà còn tạo ra hình ảnh phản cảm trước người dân và du khách khi đến đây. Tất nhiên là không đồng tình với những người mà hơi vô ý thức một tí, nhưng mà có cái mình nên đề nghị bà con mà đi hành hương thì nên giữ vệ sinh chung, thứ nhất. Thứ hai nữa, giữ cảnh quan cho cái chùa nó sạch sẽ và có tinh thần tâm linh nó tốt hơn. Chị cũng thấy là nó khó chịu vì không phải là riêng tư chi của một về vùng, mà đây là cái điểm mà người ta tới làm lễ cả nhiều nước ngoài đến ạ. Thành ra một người một hành động nhỏ để cho nhìn nó dễ chịu hơn, bước lên ngay nhìn thấy sốc liền ạ. Theo ban quản lý, du khách đến tham quan Trung tâm Du lịch Tâm linh Phật giáo Quảng Thế Âm những ngày này rất đông, đặc biệt là trong những ngày rằm, mồng 1 âm lịch. Lượng khách đổ về lớn, trong khi số lượng người thu dọn vệ sinh tại đây không đáp ứng đủ cũng là nguyên nhân gây nên tình trạng này. Mặc dù ban quản lý đã tích cực dùng nhiều biện pháp như bố trí thêm nhiều thùng rác, để biển không đổ rác, không thắp hương ở chậu cây, cũng như tuyên truyền vận động người dân và du khách đổ rác đúng nơi quy định, nhưng tình trạng này chưa có chuyển biến mạnh. Cũng cho các Phật tử cũng là thu gom và cũng tuyên truyền cho mọi người dân khi mà đến thì có một số rác thì nên bỏ rộng vào quy định nơi mà nhà chùa đã quy định, và cũng có một số thực trạng thắp hương thì cũng mong người dân và các Phật tử gần xa cũng nên đến đây thắp hương vào đúng vị trí quy định, không nên thắp hương các cái địa điểm khác. Đi chùa, đi lễ đầu năm là một nét văn hóa trong đời sống tinh thần của nhiều người Việt trong những ngày đầu năm mới. Nhưng vẫn còn đó một bộ phận người dân thiếu ý thức khi đi lễ, gây ra nhiều hình ảnh phản cảm. Bên cạnh việc hành lễ, du xuân tại các điểm tâm linh, thì mỗi người cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn vệ sinh nơi chốn linh thiêng. Bởi hành động văn hóa là bắt nguồn từ những việc giản dị mà thành.